Dũng Audi chợ ô tô số 1 Hải Dương Xin được chào mừng toàn thể anh chị em đã quay trở lại video Giới thiệu xe trong buổi sáng ngày hôm nay Và ở trước mặt anh chị em đây là một chiếc Kia Rondo Được sản xuất vào năm 2018 Số tự động, động cơ 2.0, bản máy xăng Gầm cao 7 chỗ Và giá trả bán của chiếc xe này Bên em đang trả bán với giá là 515 triệu đồng Và 515 triệu đó là giá trả bán của chiếc Kia Rondo sản xuất vào năm 2018 số tự động động cơ 2.0 bản máy xăng gầm cao 7 chỗ xe thì được trang bị lức sơn màu xanh tím than đấy ạ anh chị em đang quan tâm mẫu xe này hoặc đang có nhu cầu mua bán trao đổi xe thì có thể liên hệ trực tiếp với Dũng Audi qua số điện thoại 0855 966 966 em sẽ tư vấn cho tất cả anh chị em ạ hoặc là anh chị em có thể về trực tiếp tại cửa hàng có địa chỉ lô 14.3 đại lộ võ nguyên giáp khu đô thị việt tây long cường phường tứ minh thành phố Hải Dương để xem xe, test xe, chạy thử xe cũng như là cảm nhận đánh giá về chất lượng của chiếc Kia Rondo mà cửa hàng bên em đang chào bán ạ. Và tất cả những chiếc xe mà cửa hàng bên em nhập về thì đều cam kết đảm bảo với anh chị em về mặt chất lượng và về mặt an ninh pháp lý an toàn cho nên anh chị em cứ yên tâm khi mà mua xe tại cửa hàng bên em. Bên em cũng hỗ trợ anh chị em mua xe trả góp từ 50% đến 70% giá trị của xe, hỗ trợ xe từ đời 2013 trở đi anh chị em nhé. Và chiếc Kia Rondo đời 2018 ở trước mặt anh chị em đây Bên em có thể hỗ trợ cho anh chị em mua xe trả góp lên đến 70% giá trị của xe Đó cho nên là anh chị em đang có nhu cầu mua xe trả góp thì hãy nhanh tay mệnh nhấc máy lên Alo cho em qua số điện thoại 0855 966 966 em sẽ tư vấn hỗ trợ hồ sơ thủ tục để cho anh chị em mua xe trả góp ạ Và đây là tổng thành form dáng như chi tiết bên ngoài cũng như là sơn si của chiếc xe ạ một chiếc xe với form dáng gầm cao à, 7 chỗ ngồi 5 cộng 2 này à, Sơn si còn bóng 7 Và xe thì uh, Máy zin số zin các bác nhá và Máy zin số zin Bao anh chị em test hãng thoải mái này Để cho anh chị em có thể yên tâm Về cái mặt chất lượng của chiếc xe và Sơn si còn bóng 7 Những chi tiết bên ngoài đây ạ Và bây giờ em sẽ đi vào quay giới thiệu chi tiết Phần ngoại thất của chiếc xe Đầu tiên là phần đầu xe đây ạ Logo và mặt ca lăng cũng được mạo ốp chrome Lưới tản nhiệt thì vẫn theo thiết kế hình mũi hổ anh xem nhá. Đèn là đèn bi salon siêu sáng có giải đèn nét định vị ban ngày. Vâng ạ, đèn bi salon siêu sáng này có giải đèn nét định vị ban ngày, có trang bị đèn gầm đây ạ. Tiến sang phần thân xe. Vâng, sang phần thân xe thì xe đã được trang bị 4 la răng đúc, dạng phay đây ạ. Vâng ạ, 4 la răng đúc dạng phay anh xem nhá. 4 phanh ABS 4 bánh à, chống bó cứng an toàn rồi, an toàn cực kỳ luôn ạ xi nhan thích hợp trên gương bằng giải đến nét ạ vâng xi nhan thích hợp trên gương bằng giải đến nét tay nắm cửa được mã ốp chrome và viền kính cũng được mã ốc chrome chạy dọc từ đầu xe đến cuối xe anh chạm nhá vâng đã tăng thêm cái sự sang trọng cho chiếc xe ra đến phần đuôi xe vâng ra phần đuôi xe thì xe đã được trang bị cam lùi vâng đây cam lùi ạ rất là an toàn tiện lợi cho anh chị em khi mà mình lùi xe không may gặp chướng ngại vật hay gặp vật cản thì sẽ hiển thị trên màn hình giúp anh chị em tránh được va chạm ạ. Và trong phần nội thất. Vâng và vào trong phần nội thất xe được trang bị gương kính chỉnh điện cục điện. Vâng đây gương kính chỉnh điện cục điện đây ạ. Táp lô táp ly là hai màu. Có chế độ eco tiết kiệm nhiên liệu. Bàn phím tích hợp cho vô lăng. Có cờ ru đi ga tự động anh xem nhá. Và chiếc xe này thì cũng có 3 chế độ lái đấy ạ. Đó cái phím mà bấm ba chế độ lái đây. Có gửi số thể thao sau vô lăng. Vâng đây gửi số thể thao sau vô lăng đấy ạ. Tiến vào bên trong Vâng và bên trong thì xe được trang bị màn hình giải trí đầu DVD theo xe Điều hòa auto anh chạm nhá Và điều hòa auto này Có cổng sạc 12V Có cổng USB Có cổng AUX đầy đủ để cho anh chị em cắm USB vào nghe nhạc giải trí Và chiếc xe thì vẫn còn giữ được uh, Nguyên hai chìa theo xe anh chạm nhá Vâng ạ hai chìa theo xe này Ghế là ghế da màu kem Vâng lộ thất ghế da màu kem đã được đục những cái lỗ nhỏ nhỏ ở đây giúp anh chị em ngồi nó được thoáng thoáng hơn ạ trần cũng là trần lỉ nguyên bản theo xe vâng ạ trần lỉ nguyên bản theo xe này à, ngoài ra thì chiếc xe đã được trang bị uh, gương chiếu hậu chống chói rồi vâng đây ạ gương chiếu hậu chống chói xem nhá nội thất của chiếc xe đây ạ vâng 515 triệu đồng đó là giá chào bán của chiếc Kia Rondo sản xuất vào năm 2018 số tự động động cơ 2.0 gầm cao 5 chỗ Ở đằng sau đây thì hàng ghế đằng sau đã được trang bị cái bàn làm việc này Và cái để mình để cốc nước để uống này Đó, Cũng có cửa gió điều hòa cho hàng ghế phía sau Và có cả sạc 12V, cổng sạc 12V nữa chậm nhé Đã, lộ thất của chiếc xe đã Tắp lô, tập ly còn cực kỳ đẹp, là đẹp luôn Ghế da màu kem còn tươi sạch sẽ Gầm cao 7 chỗ ngồi Giá chào bán là 515 triệu ạ và bây giờ em sẽ đi vào quay chi tiết cái phần kỹ thuật của xe như là keo chỉ bốn cánh cửa, keo chỉ cốt xe, keo chỉ lắp capo cũng như là khoang động cơ của chiếc xe Đầu tiên là phần keo chỉ cánh cửa bên trên phía bên lái đây ạ. Vâng, keo chỉ đây ạ. Đó. Còn đây là phần ốc ta anh xem nhá. Vâng, phần ốc ta đây ạ, vẫn còn nguyên chấm sơn của nhà máy này. À, bản lề trên. Bản lề dưới đấy ạ. Và phần ốc bắt bản lề của cánh cửa đằng sau Vâng đây phần ốc bắt bản lề của cánh cửa đằng sau đây ạ Nguyên zin không có hiện tượng mà ốc okay, anh xem nhá Trên dưới đây ạ Đó, Cái ngoàm chốt cửa thì vẫn còn sáng như mới đây Ra cánh cửa đằng sau Vâng, keo chỉ cánh cửa đằng sau đây ạ Đó Còn đây là phần ốc tai này Vâng, phần ốc tai thì vẫn còn chấm sơn này. Còn bản lề trên cũng vậy. Bản lề dưới đây ạ. Đó, đều còn chấm sơn của nhà máy xem nhá. Tiến ra phần cốp xe. Vâng, ra phần cốp xe thì đầu tiên vẫn là phần ốc đai đây ạ. Nguyên zin cũng không có hiện tượng mở ốc hai bên đấy xem nhá. Vâng, đây ạ. Phần keo chỉ của cốp xe. Vâng, đây keo chỉ cốp xe đây ạ. Đó, đó là phần keo chỉ của cốt xe à, Khoang cốt xe thì uh, khi mà anh chị em dựng cái hàng ghế thứ ba lên như này Thì uh, khoang cốt xe cũng không được rộng rãi cho lắm anh chậm nhá Chỉ để được một cái vali cỡ nhỏ thôi Cộng thêm một chút đồ nữa Còn khi mà anh chị em hạ cái hàng ghế thứ ba xuống gặp xuống Thì khoang cốt xe cực kỳ là rộng rãi Đây em sẽ hạ luôn đây khi mà anh chị em hạ cái hàng ghế thứ ba xuống như này thì uh, cái khoang cốt xe cực kỳ là rộng rãi luôn đó anh chị em cũng có thể chở đồ uh, chở hàng thoải mái chậm nhá còn ở phía dưới đây Vâng, ở phía dưới đây là cái bộ dụng cụ cứu hộ của chiếc xe Vâng đây, bộ dụng cụ cứu hộ của chiếc xe đấy ạ Đó, Chiếc xe này thì uh, được trang bị rất chi là đầy đủ luôn Như là dây câu bình này Rồi là đèn pin này Đó, Găng tay rồi những cái kích đây Còn cực kỳ là mới các bác nhá Vâng đây ạ, được trang bị đầy đủ luôn ạ Bộ dụng cụ cứu hộ của chiếc xe Câu bình rồi đèn pin rồi găng tay rồi uh, kích đây Đó, Đầy đủ luôn, còn như mới luôn ạ Lốp sô cua của chiếc xe thì được trang bị dưới gầm xe đây ạ. Vâng, lốp sô cua được trang bị dưới gầm xe anh xem nhá. Đây ạ, đó. Khoang cốt xe khi mà hạ hàng ghế thứ ba xuống thì cực kỳ là rộng rãi luôn. Chở được rất nhiều đồ. À, cũng đã được trang bị cam lùi rồi, rất là an toàn, tiện lợi. Và đây là phần cao chỉ của hai cánh cửa bên phụ. Đầu tiên là cao chỉ cánh cửa bên trên đây ạ. Vâng, cao chỉ đây ạ Đó. còn đây là phần ốc tai anh chị em nhá phần ốc tai vẫn còn chấm sơn này bản lề trên cũng vậy ạ bản lề dưới cũng vậy anh xem nhá và phần ốc bắt bản lề của cánh cửa đằng sau vâng đây phần ốc bắt bản lề của cánh cửa đằng sau đây nguyên zin không có hiện tượng mà ốc trên dưới đấy ạ ra cánh cửa đằng sau vâng keo chỉ cánh cửa đằng sau đây ạ Đó. đây là phần ốc tai này Vâng phần ốc tai phần à, bản lề trên bản lề dưới đây ạ Vâng phần ốc tai và phần ốc bắt bản lề của bốn cánh cửa thì còn nguyên chấm sơn của nhà máy phần nào đó anh chị em cũng đã biết được cái độ zin của chiếc xe rồi à, cái phần cuối cùng thì em sẽ đi vào quay chi tiết cái phần kỹ thuật keo chỉ của lốc cabo cũng như là khoang động cơ của chiếc xe để cho anh chị em có thể cảm nhận được cái độ zin của chiếc xe này anh em nhé Vâng, bốn cánh cửa thì uh, ốc bắt bản lề thì còn zin rồi nguyên chấm sơn của nhà máy và bây giờ chúng ta sẽ đi vào xem cái khoang động cơ vâng đây khoang động cơ của chiếc xe đấy ạ đầu tiên cũng là phần ốc đai anh xem nhá vâng phần ốc đai đấy ạ cũng không có hiện tượng mở ốc này hai bên đó, phần là keo chỉ của lắp cabo Vâng, keo chỉ là combo đây ạ. Đây là phần sắt rằng anh xem nhá. Vâng, phần sắt rằng đây ạ. Đó. Động cơ của chiếc xe thì còn khô ráo, không có hiện tượng chảy dầu chảy mỡ. À, đối với chiếc xe này bên em cam kết với anh chị em là máy zin số zin. Xe đẹp không lỗi các bác nhá. Không tai nạn này, không ngập nước, không bổ máy. Đó cho nên các bác cứ yên tâm về cái mặt chất lượng của chiếc xe. Đây khoang động cơ của chiếc xe ạ. Cô giáo này không có hiện tượng chảy dầu chảy mỡ Những con ốc chân máy vẫn còn chấm sơn đây Nguyên zin luôn Chưa mở máy luôn Đó. Đây ạ Cô giáo anh xem nhá Không có hiện tượng chảy dầu chảy mỡ Máy lỏ êm, côn số mượt mà Động cơ 2.0 bản máy xăng thì à, Đi thì à, cực kỳ là êm ái này Khỏe ạ à? Vâng đây ạ Vâng, đây là tổng thể khoang động cơ của chiếc xe ạ. Còn đây là cái tấm lỉ chống ngồn chống nóng anh em nhá. Vâng, cái tấm lỉ chống ngồn chống nóng thì còn tương đối là nguyên vẹn, không có hiện tượng rách. Chỉ là bụi bẩn theo thời gian thôi. Nó chỉ có bụi bẩn thôi chứ không có hiện tượng rách anh em nhá. Vâng, vừa rồi em đã quay giới thiệu chi tiết tổng thành form dáng nội ngoại thất keo chỉ khoang động cơ của chiếc Kia Rondo đời 2018 số tự động động cơ 2.0, bản máy xăng, gầm cao 7 chỗ. Anh chị mà đang quan tâm mẫu xe này hoặc đang có nhu cầu mua bán trao đổi xe thì có thể liên hệ trực tiếp với Dũng Audi qua số điện thoại 0855 966 966 em sẽ tư vấn cho tất cả anh chị ạ. Hoặc là anh chị em có thể về trực tiếp tại cửa hàng có địa chỉ lô 14.3, đại lộ Võ Nguyên Giáp, khu đô thị Vĩnh Tân Lâm Cường, phường Tứ Minh, thành phố Hải Dương để xem xe, test xe, chạy thử xe cũng như là cảm nhận đánh giá về chất lượng của chiếc Kia Rondo mà cửa hàng bên em đang chào bán ạ. Và vâng, anh chị em đang xem video mà chưa đăng ký kênh thì ủng hộ cho em xin một nút đăng ký kênh để mỗi lần em Dũng có những video giới thiệu chi tiết những mẫu xe mới nhập về cửa hàng hoặc là những buổi livestream báo giá trò chuyện tư vấn trực tiếp cùng toàn thể anh em. Thì anh chị em sẽ nhận được thông báo về điện thoại ạ. Cuối cùng thì em xin chân thành cảm ơn toàn thể anh em đã luôn luôn theo dõi và ủng hộ Dũng Audi. Hẹn gặp lại toàn thể anh em vào những video lần sau ạ. Xin chân thành cảm ơn và xin kính chào toàn thể anh em.